Phạm Minh Hoàng. Xin lỗi nha, hơi giới thiệu bạn tôi một chút, dù sao cũng là dân Paris. Kính chào kính thưa các quý vị lãnh đạo cộng đồng, quý lãnh đạo tôn giáo và kính thưa tất cả quý vị đã đến tham dự bữa cơm đầy quý của bệnh viện Vinh Tân Philadelphia. Thưa quý vị, cách đây khoảng chừng 70-80 ngày thì tôi đã nhận được một tin rất là xấu mà chị Phượng đã nói là ông Trần Đại Quang đã tước quốc tịch của tôi. Và kể từ cái ngày đấy thì tôi sống trong một cái tình trạng rất là căng thẳng. Nội mà tôi nghĩ những cái chuyện đó mà tâm tìm thôi nó cũng không có được bình thường. Thì trong những cái hoàn cảnh mà có lẽ là những cái đã hiểu nhiều hơn ai hết, thì là mình sống trong cái hoàn cảnh là tạm gọi như chính quyền Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam nó gọi là bất hợp pháp. Tôi không còn quốc tịch Việt Nam nữa. Thì sẽ đến một ngày nào đó họ sẽ tống tôi ra trở về Pháp. Tôi có người có hai quốc tịch, mất quốc tịch Việt Nam thì còn quốc tịch Pháp, thì họ sẽ tống về một cách đương nhiên và chính phủ Pháp sẽ không có cái quyền từ chối. Thì trong cái thời gian mà chờ đợi cái chuyện đó đó, thì phải nói tôi sống trong tình trạng rất là căng thẳng. Thì bình thường thì công an họ đã bao vây cái nhà rồi, không bao vây có nhưng mà họ đứng trước cửa nhà rồi. Thì sau khi mà quốc tịch Việt Nam bị mất thì họ chuẩn bị những cái bước để trục xuất, thì họ cái áp lực nó tăng thêm, thì cửa nhà nó không dám mở, mở hé hé thôi. Đi ra ngoài thì họ đi theo, cái muốn ăn uống thì phải có người mang tới. Thì tôi muốn kể cho quý vị và các anh chị ở đây để hiểu cái tình trạng nó khó khăn. Tuy nhiên trong những cái lúc khó khăn như thế thì tôi vẫn nghĩ đến, tôi có thể nói một điều này có thể quý vị rất là ngạc nhiên. Tôi là người đã sống ở Pháp 27 năm, từ năm 1973 cho năm 2000. Thì tôi đã có cái cơ hội tham dự những cái cuộc đấu tranh của đồng bào tại Paris cũng như đồng bào hải ngoại. Và tôi hiểu những cái khó khăn của đồng bào ở đây, ở hải ngoại. Cái sự đóng góp của đồng bào ở đây thực sự là tích cực. Và trong những cái ngày tháng ở trong tù cũng như là ở bị đời khó khăn, tôi vẫn nghĩ đến cái sự đóng góp của đồng bào hải ngoại. Và hôm nay đây là đúng 2 tháng tôi đang ở hải ngoại, là lần đầu tiên tôi được đến tham dự một cái buổi sinh hoạt của cộng đồng, và đặc biệt là của anh em Việt Tân mà tôi là một thành viên. Thì hôm nay tôi nhìn chung quanh ở đây, tôi thấy có nhiều người, nhiều bác, nhiều chú, nhiều anh. Tôi nghĩ là cuộc đời của họ, họ đóng góp còn nhiều hơn cả chúng tôi ở trong nước. Là họ đóng góp cái gì? Họ đóng góp cái tinh thần của họ. Cái chuyện mà tôi ra ngoài này 2 tháng tôi đã thấy là đã buồn rồi. Mà có những người đã 42 năm đấy chưa về Việt Nam. Có những cái bác, những anh chị đã sống trong tù. Cái thời, cái số năm của sống trong tù của họ chỉ bằng số tháng của tôi thôi. Nghĩa là họ sống rất là lâu trong tù. Nghĩa là cái hy sinh, được hy sinh của anh em hải ngoại rất là nhiều. Và tôi rất là quý báu và trân trọng cái chuyện đấy. Tại vì tôi đã từng sống chuyện đó rồi. Thì ngày hôm nay, trước quý vị ở đây là những người đã đóng góp ít nhiều cho công cuộc đấu tranh bằng tinh thần cũng như bằng vật chất. Tôi hiểu cái giá trị đồng tiền của lao động ở đây. Thì tôi thật sự là tôi trân trọng. Và tôi ước mong là những sự đóng góp này nó thực sự là hiệu quả để giúp đỡ cho các anh em ở trong nước, những người ở trong tù cũng như những người chuẩn bị vào tù, có điều kiện để có thể là đi tiếp cái con đường chông gai mà tất cả chúng ta đã phải chịu đựng từ 42 năm nay. Đó là một vài điều mà tôi xin được phép chia sẻ, và lời sau cùng của tôi là xin tuyển xét chúc cho tất cả bà con ở đây sức khỏe và chân cứng đá mềm để chúng ta tiếp tục cái con đường mà chúng ta đã đi từ 42 năm nay. Xin thành thật cảm ơn quý vị.